đến chương trình Gương Mặt TV. Chúng ta lại gặp nhau để có một cuộc đấu trí hài hước giữa ba đội chơi, thưa quý vị. Đội chơi thứ nhất là đội chủ nhà, đội chơi thứ hai là đội khách mời, và đội chơi thứ ba đó là năm chú rể và ba cô dâu. Năm chú rể và ba cô dâu. Trong số họ sẽ chỉ có hai cặp đôi phu thê thực sự. Việc tìm ra những cặp đôi này sẽ là cuộc đấu trí tay ba căng thẳng, hấp dẫn, nhưng cũng không kém phần hài hước giữa ba đội chơi. Đội chủ nhà, đội khách mời và đội các cô dâu chú rể. Qua ba vòng thi, nếu đội khách có thể thắng đội chủ nhà bằng cách tìm ra ít nhất một cặp đôi phu thê thực sự và có số điểm cao hơn đội chủ nhà thì sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn từ chương trình. Nếu không, phần thưởng sẽ thuộc về 8 người chơi. Trong hai vòng đầu tiên, nếu đội chơi đặt cược và có được sự lựa chọn chính xác các cặp đôi thì sẽ nhận được giá trị giải thưởng lớn hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi. Quyền Linh xin giới thiệu đội chủ nhà Cát Tường, Kiều Minh Tuấn. Và đội khách ngày hôm nay đó chính là ca sĩ Hoàng Bách, diễn viên Thùy Trang. Hỏi hai bạn làm cái động tác đó là gì vậy? Anh Bách á, sau khi mà anh đưa lên thì anh hỏi em cái này là cái gì? Thực ra là anh đang theo trào lưu của các bạn teen ở trên mạng. À không, Bách đang bắt chước hai bạn teen ngoài kia. Hai bạn rất là teen, siêu teen, teen thời trung cổ đó. Hai bạn đó rất teen đúng không? Teen thời trung cổ là rồi, sao? Rồi, hai đội... Dạ, đó. Chúng ta sẽ lắng nghe thể lệ. Đội khách chiến thắng khi đoán đúng ít nhất là một cặp và hơn điểm chủ nhà có quyền đặt cược một lần duy nhất. Khách thắng được 10 triệu, đặt cược chính xác và đoán đúng trúng hai cặp được 15 triệu. Wow. Chủ nhà nếu mà thắng á thì giải thưởng được bảo toàn. Còn nếu mà hai đội hôm nay không đoán được thì toàn bộ giải thưởng đó sẽ thuộc về năm chú rể và ba cô dâu. Tôi biết rằng là anh Hoàng Bách thì ảnh có kinh nghiệm nhiều lắm. Theo anh thì làm sao để tôi biết cặp vợ chồng đó là thật? Theo em thì có một cái mẫu số chung cho các ông chồng, đó là thường khá là khép nép và tôn trọng khi gặp ánh mắt vợ mình. Đúng vậy. Dạ, cái đó là em lấy từ thần tượng của em là anh Quyền Linh ra. Thấy chưa gì mà chưa gì là chém MC nữa. Chặt chém luôn. Nhớ đi nha. Còn bạn Thùy Trang, theo em được biết thì các anh chị bên đội chủ nhà thì quá nhiều kinh nghiệm rồi, nên là bọn em nói chung là sẽ phải thăm dò nhiều hướng. Xin thông báo đội chủ nhà rất nhiều kinh nghiệm, từ lúc chơi tới giờ chưa đoán được cặp nào. Các bạn đừng lo điều gì cả nha. Chúng ta xem như là 50-50 đấy. Ở đây chưa có ai hơn ai hết. Đừng lo điều gì cả. Tất cả sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta sẽ mời ba cô dâu quay mặt ra phía trước giới thiệu về mình. Xin mời. Vị trí A. Vị trí B. Vị trí C. Mời bạn gái. Vị trí A, giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào hai đội chơi cùng quý khán giả. Em tên là Bảo Khánh, thì năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ạ. Vị trí B. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào hai đội chơi và chào quý khán giả. Em là Võ Thanh Vi, em 30 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Trẻ dữ. Vị trí C. Dạ, em chào đội chơi, em chào quý vị khán giả, em chào anh Quyền Linh. Năm nay em Phương Vi, năm nay em 26 tuổi, hiện em cũng là nhân viên văn phòng. Năm chú rể chúng ta quay mặt ra phía trước giới thiệu về mình. Vị trí số 1. Vị trí số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Bắt đầu giới thiệu. Em là Lê Thành Vân, 30 tuổi, hiện đang em đang làm kinh doanh. Em là Việt Cường, em 30 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Em tên là Nguyễn Văn Nghĩa, năm nay 31 tuổi, hiện tại là nhân viên văn phòng. Em là Vương, năm nay em 29 tuổi, là nhân viên bên IT. Em tên là Bùi Viết Sang, hiện em đang là nhân viên văn phòng, năm nay em 28 tuổi. Rồi, cảm ơn các bạn. Và bây giờ, tất cả họ đã giới thiệu về mình. Chúng ta sẽ bắt đầu vòng 1 của chương trình Gương Mặt Phu Thê. Vòng 1 là những câu chuyện tình yêu. Chúng ta sẽ nghe họ kể ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt. Mời cô dâu vị trí A.
Dạ, lần đầu tiên em gặp ảnh là do em với nhỏ bạn em đi chơi về trên đường thì gặp ảnh chạy xe phía trước thôi. Lúc đó thì ảnh mặc áo thun ba lỗ, quần đùi nữa, nói chung là bắp tay bắp chuối gì là có hết. Wow. Xong rồi cái nhỏ bạn em nó nhìn ảnh, nó nhìn em, xong cái nó nhướng nhướng ảnh vậy đó. Cái em mới nói với nó là mày tin tao chọc không? Cái nó nói tao thách mày đó. Vậy là em lên ảnh liền. Em nhìn ảnh cái em nói biển số xe đẹp ta. Cái xong là em nghĩ là em nói như vậy để cho nhỏ bạn em thấy là em thắng rồi đó. Xong rồi em đi, ai ngờ trúng ngay cái anh này cũng mê gái. Xong ảnh chạy theo em luôn. Ảnh theo em, ảnh xin số điện thoại, ảnh nói chuyện làm quen. Cho tới lúc mà gần tới nhà em, giờ em chỉ có hai phương án. Một á là cho ảnh biết già, hai là cho số điện thoại. Thôi giờ em đảm bảo an toàn thôi, em cho số điện thoại để cho ảnh đi về. Cái em cho ảnh số điện thoại xong, ảnh về nhà ảnh nhắn tin cho em suốt luôn, ngày nào cũng nhắn. Xong cái ảnh hẹn đi uống cà phê. Thì em nhớ là hình như cỡ một tháng sau là em mới đồng ý đi uống cà phê lần đầu tiên với ảnh. Thì mình cũng thấy anh này cũng lịch sự rồi. Thì về ảnh nhắn tin thì tiếp tục trả lời. Xong ảnh mời đi uống cà phê tiếp. Cái em suy nghĩ mà cứ trường hợp mà mời đi cà phê đoạn gì hoài là chắc thế cua hoài cũng không dính. Em đồng ý đi uống cà phê lần thứ hai. Cái em mới nói với ảnh là bây giờ là mình quen nhau thử một tháng. Nếu mà trong vòng một tháng đó em có cảm giác với ảnh thì em nhanh sẽ tiến tới. Còn không thì đường ai nấy đi, cho đỡ tốn thời gian của ảnh mà đỡ tốn tiền bạc công sức đồ cua em nữa. Xong sau tháng đó thì giờ em ngồi đây luôn. Rồi như vậy là sau một tháng quen nhau thử, anh ấy đã về đội với nhau. Chúc mừng em. Vị trí B. Dạ, ấn tượng của em về chồng em á là ảnh là nhân viên cùng tòa nhà với em. Mới đầu nhìn ảnh á thì thấy là đeo kính, đẹp trai lạnh lùng giống như kiểu của Hàn Quốc kìa đó. Nhưng mà chảnh lắm, em không thích, em ghét lắm, em không có ưa những cái người mà chảnh như vậy. Nhưng mà có một đợt em cần người giúp đỡ về cái tài liệu của em á, thành ra là em qua bộ phận của ảnh thì em thấy nhìn qua nhìn lại chả ai giúp được em hết, có một mình ảnh thôi. Thế là đành phải bấm bụng nhờ ảnh, nói giả lả kiểu anh đẹp trai, anh đẹp trai, anh đẹp trai làm giùm em cái này với. Thế là ảnh làm liền. Em nói trong bụng mà ông này dại gái chứ sợ luôn, nói cái là làm luôn. Cái tụi em mới biết nhau, rồi biết số điện thoại của nhau. Nhưng mà tụi em vẫn là bạn bè thôi, vì hai đứa đều có người yêu hết rồi. Sau một thời gian thì em chia tay người yêu á, thì lúc đó ảnh mới tỏ tình với em nhưng mà em chưa đồng ý. Sau 3 tháng á, thì ảnh cứ theo em hoài nên là em đồng ý luôn. Thế là tụi em quen nhau, 6 tháng sau thì tụi em cưới luôn. Trời ơi nhanh quá. Tỏ tình mới 3 tháng là đồng ý ha, người yêu bỏ 3 tháng đồng ý luôn. Xin mời vị trí số 3. Lần đầu tiên em gặp chồng em là lúc đó là em còn đi học, cho nên bạn thân em rủ em đi karaoke. Thì vô tình là chồng em cũng làm chung công ty với bạn em, cho nên là tụi em gặp nhau ở đó. Nhưng mà chồng em lúc đó thì rất là ngầu, ngồi thì rất là lạnh lùng, ngồi vô một góc, ai làm gì làm mà không có để ý. Sau rồi hát thì cũng có hát vài bài. Em ấn tượng là anh này chảnh, ngầu nhưng mà được cái nước nhìn cũng tri thức nhờ cặp mắt kiến. Cho nên là em cũng hơi hơi để ý thôi nhưng mà không quan tâm. Tại em cứ nghĩ đó là người yêu của bạn em. Rồi sau không biết bằng cách nào mà anh ta là có được Facebook của em, rồi lên đó nhắn tin, rồi cũng nói này nói kia, rồi cà rỡn. Rồi qua vài lần đi chơi thì ảnh nói là ảnh thích em. Rồi một thời gian sau thì em là vợ người ta. Còn bây giờ thì năm chú rể hãy kể về những ấn tượng đầu tiên mình gặp gỡ. Các bạn nhớ so sánh nha, coi có điểm nào trùng hợp với các cô dâu hay không. Vị trí số 1. Lần đầu tiên gặp vợ em ấy thì là trong cái tiệc sinh nhật ấy. Thì hôm đấy là đi hát karaoke. Em thấy cô này rất là xinh. Thì em không thấy ai ngồi gần nên là em lại ngồi gần, nên là em xin chụp hình tự sướng. Với lại là cô này hát khá là hay, em nhìn dễ thương với hát hay, thế là em mới quay hai bài hát, cô ấy hát lại. Lúc mà gần xong rồi thì em mới nói là thôi em cho anh Facebook đi. Rồi anh gửi cái hình của em với lại hai cái video hát qua. Sau đấy thì cũng chat tít qua lại, sau đấy thì làm người yêu. Rồi, vị trí số 2. Em thì không có ấn tượng gì về lần gặp đầu tiên hết. Thì lúc đó vợ em thì không được xinh như bây giờ đâu. Lúc đó vợ em thì hơi ú ú, hơi tròn tròn. Nhưng mà có lẽ là
Cái ấn tượng chỉ nhất của em á là bạn rất là tự tin và rất là thẳng thắn, cái gì nói cái gì là ra cái gì, nói cái đó là ra cái đó. Em rất là thích những cái điểm đó và em quyết định cua cho bằng được và tiến tới hôn nhân. Và nhờ như thế thì bây giờ vợ em đẹp, mi nhon hơn. Xem có cô nào mi nhon đâu. Vị trí số 3. Ấn tượng đầu tiên gặp vợ em á là bạn em mời uống nước thì dẫn một cô bé đi theo. Lần đầu tiên nhìn gặp mời cô bé đó trắng, tóc thì để tóc dài, đi gút cao, rồi em nhìn rất là gọi là sáng, tỏa sáng luôn. Rồi em lúc đầu nói chuyện thì còn ngại ngùng, nhưng mà lát hồi em bật ngửa ra là bạn ấy nói nhiều, nói quá giờ, nói thuyên thuyên, nói không cho em nói luôn, bất cứ nói gì cũng nói hết. Cuối cùng thì về thì mới nhắn lại với bạn, ôi con bé đó sao mà nó nói nhiều quá. Sau đó thì vô tình vô Facebook của bạn thì thấy được Facebook của bé này thì mới add Facebook. Sau đó rồi không biết sao rồi lại nhắn tin rồi cũng làm quen thử. Tại vì lúc đầu tỏ tình là không chịu thì mới nói thôi giờ thấy không chịu thì mình cho nhau thời hạn mình quen nhau đi. Thì qua đó mình đồng ý sau đó thì bây giờ hiện tại vợ của em. Rồi cảm ơn bạn. Vị trí số 4. Em có một người bạn, cô giới thiệu là cô một đứa cháu rất là xinh, trắng, đẹp, dễ thương. Giới thiệu cho em, thích đàn ông là không trần một chút, không thích tri thức. Thế là nó đi hẹn đi uống nước, mang đồ kính, thế bỏ kính ra luôn. Đồ uống cà phê thì cũng giả nai, nhưng mà gặp em cũng giả nai luôn. Qua một hồi khoảng 15-20 phút thôi, nói từ đầu bực với nó hết luôn. Là em với bạn em chỉ có người nhìn thôi. Sau hôm đó thì bạn em cung cấp cho em một cái sự yêu lý lịch đầy đủ. Thế là từ đó thì em bắt đầu chiến dịch là cưa cẩm. Thì sau khoảng 6 tháng thì cưa đổ em đó. Một năm sau là tiến tới hôn nhân. Cảm ơn bạn. Vị trí cuối cùng, số 5. Em gặp vợ em khi mà vợ em đi chơi chung với bạn. Ấn tượng đầu tiên về vợ em nhìn thì nói chung là da trắng, mặt thì cũng tương đối xinh, tóc thì cũng khá dài. Sau cái buổi hôm đó thì cũng khoảng một thời gian cũng khá lâu á, thì em về em lên Facebook thì em có thấy là cái bạn này hiện lên. Tại vì cái bạn của bạn này là đồng nghiệp với em luôn. Thì sau đó em mới add nick Facebook và chat với bạn này. Tụ đi uống cà phê rồi đi chơi rồi tỏ tình. Rồi từ đó hai đứa em quen nhau. Cảm ơn bạn. Bây giờ tôi thấy có một vài thông tin gần như có giống nhau, trùng khớp với nhau. Anh kia nói cô dưới đây mỉm cười, cô này nói anh kia mỉm cười. Tôi thấy hơi rõ rồi đấy. Ai, bây giờ các cô dâu sẽ nói về những cái điều mà mình nhớ nhất khi mà mình yêu nhau đó. Nhớ để xem ánh mắt anh chồng sẽ theo dõi thế nào nha. Vị trí A, kỷ niệm nhớ nhất khi mình yêu nhau là gì hả bạn? Kỷ niệm và em nhớ nhất là trong cái thời gian yêu thử một tháng á, là lúc đó em đang đi thực tập. Cái em bị mất chìa khóa xe. Cái em mới gọi cho ảnh, em nói bây giờ là em không có xe đi về. Lúc đó thì thật ra ảnh chỉ biết nhà trọ của em mà chưa lên cái phòng của em ở. Nhưng mà ảnh sẽ nói đợi anh một chút, rồi anh đi hai chiếc xe anh đến anh đưa xe của anh cho em. Xong rồi em đi về, anh đi về công ty làm việc. Cái tự nhiên em suy nghĩ, một cái người đàn ông mà mới gặp mình trong vòng một tháng, không biết gốc gác mình, chỉ biết nhà trọ mà tại sao lại tin tưởng giao cả chiếc xe máy cho mình. Thấy là cái người này chắc hẳn là thật lòng với mình, tin tưởng mình lắm. Cho nên đó là cái em nhớ nhất trong cái khoảng thời gian mà em với ảnh tìm hiểu. Cảm ơn bạn. Mai mốt mình có quen bạn gái hay gì đó, mình nhớ giao cái chìa khóa xe cho bạn gái nha. Đó là cơ hội cao cả cuộc đời cho mình đấy. Nhớ nha Kiều Minh Tuấn. Cho anh hỏi bạn Khánh xíu nha. Bạn trai em có phải là người thích thời trang không? Dạ không đâu. Thích thời trang và truyền cảm hứng cho ảnh là em. Chứ ảnh già chát, không có thích thời trang gì hết trơn. Em là sẽ là người tư vấn về thời trang cho ông ấy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ông sẽ là người tư vấn về dinh dưỡng cho em. Nói chung là do ảnh cưng em cho nên là ảnh sẽ tư vấn về vấn đề đó cho em. À, chắc hẳn là anh ấy là người rất là thích thể thao. Chắc ảnh dạ anh cũng thích thể thao, thích bóng đá. Thích bóng đá. Dạ cho nên cái lúc mà em gặp ảnh ngoài đường á là ảnh đang đi chơi thể thao về nên mới có bắp chuối với bắp ổ bắp tay với bắp chuối. Anh chơi bóng đá bằng tay hả? Không, chơi nhiều nên có cơ bắp á. Chơi nhiều môn gì em? Dạ. Có nghĩa là thích thể thao rồi. Dạ. Anh ấy đá bóng hay không em? Dạ ảnh đá hay lắm. Ở vị trí nào em biết không? Dạ không, em cũng học cái đội hình bóng đá đây, em cũng tham gia với ảnh mà em học hoài em chưa học được. Anh có phải là tiền đạo phòng thủ không? Anh hỏi em hoài à, em không biết đường trả lời luôn. Được hỏi người có hai ba câu à. Tại sao bóng đá mà lại bắp tay nổi lên? Thì chắc nếu vậy thì anh phải chơi ở vị trí là thủ môn. Mà cô vợ thì lại không biết
nếu mà thủ môn và giữ những cái đội hình ở trong sân bóng thì nó dễ khác ra lắm. Đúng rồi. Không, ý của cô vợ nói là chồng mình có chơi thể thao, có chơi bóng đá, cho nên cái hôm mà gặp nhau là mặc đồ thể thao, cho nên nhìn thấy được cơ bắp cuồn cuộn thôi. Không không không, cô ấy nói là cô thu hút bởi những cái cơ bắp ở tay, ở chân. Ủa, mình chơi đá banh cơ bắp mình cơ tay đúng cũng rồi. Có mà. Em thấy anh Tuấn là đúng ý em đó. Em thấy em có anh rồi đó. Hả? Có anh rồi đó. Vậy là không có chồng ở đây. Được, chồng ở đây. Được, cái này được. Nói chung là em bị hố rồi. Em bị hố rồi đấy. À, bạn với chồng bạn ấy, mình quen nhau bao lâu? Cũng lâu lâu á chị, 3-4 năm gì á. 3-4 năm mới cưới á hả? Dạ đúng rồi, em cũng quên mất tiêu không. Em cưới được bao nhiêu lâu rồi? Em cưới được năm 2 năm. Tất cả đều phải trả lời thật hết nha. Dạ em đang suy nghĩ để trả lời chính xác, em sợ em trả lời bị sai á. Đúng rồi, phải dạ. Thật đấy. Ngày em, cưới em của cưới... mình hỏi cái là ra ngay chứ. Dạ em cưới là được 2 năm. 2 năm mấy tháng? Mấy tháng hả? Tháng mấy năm mấy? Sao tao dạ. Không nhớ sao? Ủa em nhớ chứ. Trời ơi. Trời anh bắt anh hai ngày con cưới bạn còn em nhớ mình đó. Nhớ. À, người ta có quyền không trả lời. Tại vì người ta quên đi. Cái này có thể quên được. Nếu quên thì anh chồng ở nhà cũng buồn lắm ấy nhỉ. Lỡ chưa có chồng sao? Lỡ đang đấy thì đó. Chồng cưng cổ lắm. Có nhiều chuyện là chồng cô nhớ hết à. Nhắc cổ đâu dạ, cần làm em, gì đâu. Em truyền cho chồng em nhớ đúng hết rồi. Cho bác hỏi bạn Cường chút xíu ha. Cường chơi thể thao không? Em có chơi bóng đá, có chơi cầu lông, có chơi tí bóng chuyền. Có tập gym không? Dạ không. Ok, cảm ơn Cường. Anh số 1. Dạ. Anh làm cầu thủ đá banh hả? Em có thích đá banh thôi. Là fan của MU. Ồ, fan MU hả? Mà có khi nào vô sân đá banh không mà chỉ thích coi thôi? Vào sân nhiều chị. Vậy hả? Dạ. Thủ gôn, chụp gôn phải không? Cái này em đá tiền đạo chị. Tiền đạo? Dạ. Tiền đạo là chạy dữ lắm á. Dạ đúng rồi. Cao nhiêu, cao nhiêu? 1m74. Không, cái này chạy được á. 1m74 á. Dạ. Chạy giáp vòng á. Anh Tuấn chắc là đang so em xem là đẹp trai hơn hơn anh Tuấn không đúng không? Tiếp tục, thì tí B. Đợt đó em có lục đục với người yêu cũ của em. Buồn cái em tâm sự với ảnh. Ảnh cũng an ủi em nhiều. Rồi nhưng mà ảnh hẹn em ra hôm đó xong rồi ảnh tỏ tình với em luôn. Cái ảnh nói sau tất cả anh thấy em xứng đáng là người đi theo với anh suốt cuộc đời. Nhưng mà lúc đó em chưa có yêu ảnh. Em đang lục đục với người yêu cũ thôi nên em không có đồng ý. Cái ảnh mới nói là thôi thì anh cho em 3 tháng luôn. Trong 3 tháng đó anh sẽ là người đứng chờ em trong bóng tối để mà đợi em giải quyết xong với người yêu cũ rồi tụi mình quen nhau. Xong rồi sau đó thì em với người yêu cũ cũng chia tay. Rồi tụi em quen nhau. Anh đó cũng gan thì trong lúc anh lục đục cái suối ta bỏ luôn. Là người ta gọi là thừa nước đục thả câu đây. Nước đục thả câu nè. Phải không anh số 4? Trời em cười thử lửa cái ha. Ủa cho chị hỏi cô dâu B nhà Thanh Vi nha. Thì giờ theo như bạn tới giờ phút này bạn nghĩ cái mối tình của bạn với cái người chồng bạn hiện tại á là ai cua ai? Ảnh cua em trước nhưng mà thất bại. Cho nên là sau đó là em cua ảnh. À, cho mình hỏi anh số 4 á. Anh cua bạn gái anh hay là bạn gái anh cua anh? Dạ, em cua. À, cua bao lâu thì dính? Cua bằng khoảng 6 tháng là bao nhiêu? 6 tháng hả anh? Rồi, vị trí C. Tụi em quen nhau thì rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà ấn tượng nhất của em đó chính là lần ảnh tỏ tình với em. Là lần tỏ tình đó là vừa có lãng mạn, vừa có vui, mà cũng có gì đó bất ngờ. Là sao, là sao? Tỏ tình trong không gian là có nhạc, có nến, có hoa. Rồi. Nhưng mà rất là đông người. Ừ. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ, dạ, như vậy được. Chút vậy được ạ. Vậy thôi hả? Dạ. Các bạn có thấy những anh bên kia có phản ứng gì không? Không. Chưa thấy đúng không? Mấy anh này sắp đá. Cho em hỏi cô dâu C, khoảng thời gian mà quen nhau làm cho bạn nhớ nhất mà buồn nhất kể ra được không? Thời gian quen nhau em không thấy có gì buồn hết trơn á. Không có gì buồn hả? Dạ, lúc nào cũng vui hết trơn. Vui nhất là chỗ nào? Nhiều chỗ quá à. Dạ. Chỗ nào vui nhất á? Chỗ nào vui nhất luôn á. Là lúc nào chồng em cũng chiều em hết trơn á. Vậy. Lúc nào cũng có mặt 24/24 lúc em cần á. Wow. Vậy ở gần kế bên nhau luôn hả? Dạ, không gần. Ủa mà anh có đi làm không? Dạ có đi làm. Vậy sao lúc nào cũng ở bên bạn chăm sóc bạn 24/24 được? Dạ tại vì lúc nào em cần là em kêu là cũng có hết trơn á. Còn nếu mà không gặp mặt thì phải điện thoại phải cho em biết đang làm gì ở đâu. Vậy là anh làm sếp hả? Chứ làm nhân viên vậy là đuổi việc rồi.
Dạ cũng sắp làm sếp rồi. Chúc mừng. Vậy là ai là muốn lên làm sếp á là cũng phải 24 tranh hôn 4 với lại bạn gái. Cho em hỏi anh số 3 ạ. Ở trong gia đình anh có phải là một người đàn ông chiều vợ không ạ? Hay là một người gia trưởng? Tay vợ giữ có phải chiều vợ. Chị giữ như thế nào ạ? Giữ lắm rồi, giờ làm cái gì sai cũng chửi cũng la hết rồi. Không chiều rồi lại bị la nữa là phải chiều thôi. Chú rể vị trí số 5, bạn có chơi thể thao không? Dạ, em ít chơi thể thao chị. Lần đầu tiên hẹn hò là bạn hẹn ở đâu? Lần đầu tiên hẹn hò là đi chơi. Chơi gì vậy? Có nhiều cái chơi lắm chị. Là cái gì bữa đó chơi cái gì? Cái đó chơi riêng chứ chơi chung không được chị ơi. À, là hai người rủ ra là chơi riêng hả? À, đó là chơi riêng. Vậy hả? Như vậy là các bạn cũng đã tìm ra một vài đặc điểm nào đó. Chuẩn bị kết thúc vòng 1, các bạn có đặt cược cặp đôi nào chắc chắn hay không? Thực ra thì lúc ban đầu anh số 3 anh có nói là vợ của anh nói nhiều và anh cũng là một cái người gọi là sợ vợ, và dựa theo những cái thông tin mà nãy giờ bọn em quan sát của ba cô dâu ấy thì bọn em nhắm đến cô dâu C sẽ là một cặp với anh số 3. Cô dâu C và số 3 không phải chồng em à? Phải hay không ta cũng đâu có nói đâu. Nhưng mà cô ấy không dám lắc đầu. Dạ, tại vì thường là vợ chồng em mà kể cả là gian nguy nhất cũng không bao giờ từ chối cái việc là chúng ta là một cặp. Không bao giờ. Vậy thì lợi dụng cái thời cơ đó và đục nước thả câu rồi. Dạ. Hỏi đi bắt đầu. Và em cảm giác là Trang đang hỏi anh kia thì cô gái này mắt long lanh. Lúc yêu nhau người ta không giấu được đâu. Thì dám cược không? Dạ cược. Vợ em cược đi bắt. Dạ đơn giản hơn. Cược đi. Dạ. Cược luôn. Một trăm cho bắt luôn. Dễ sợ. Vị trí số 3 và cô dâu C đúng không? Dạ. Đội chủ nhà thể hiện đi chứ. Come on baby. Thôi mình cá chi. Không có cược nha. Cược chi. Ta dụ được người ta rồi thì thôi. Mình dụ rồi, bạn nó cược là mình thắng rồi. Chủ nhà cũng phải nói, chúng ta phải phân tích. Có thể chơi chơi đẹp thì mình phân tích thôi chứ mình không có đặt cược. Trời, mình phân tích thôi. Đội mình hiện giờ đó thì mình đang có một cái nghi vấn ở cái cô dâu B. Mình để ý cái anh số 4 nhìn cổ với một ánh mắt rất là trìu mến. Mỗi lần mà ai nói gì cổ là anh cười thẩm mỹ thẩm tình lắm. Ngược lại á, cổ cũng cười. Mà sau đó mình thấy là ai nói cổ cũng cười chứ không phải riêng gì cái anh này. Mình mới hoang mang lắm. Nhưng có một cái chi tiết mình thấy á, cái anh chàng số 1 á, anh luôn luôn cúi đầu nhìn xuống. Tất cả ba cô gái nói chuyện ảnh đều cúi đầu nhìn xuống. Nhưng mà khi cái cô B cổ nói chuyện á thì anh nhìn xuống, nhưng mà cái cổ ảnh á, cái cục nó chạy lên chạy xuống hoài à. Nó cứ nuốt ực hoài à. Nhìn tới cái cổ luôn ghê. Nhìn tới cái cổ. Cái đó thể hiện điều gì chị? Căng thẳng hay là thèm muốn hay là cái gì? Đang hồi hộp lắng nghe mỗi lần cô vợ nói một cái gì không có nhìn lên nha, nhưng mà nuốt nước miếng ực đó, cái kiểu vậy. Cái này là giống em, là em đi thang máy mỗi lần đi cùng với vợ mà có một cô gái đẹp bước vào là cái em mình lại hồi hộp á, mình nuốt không, em lại nuốt nước miếng như vậy. Mà em không dám nói ra. Ý là anh nói là phân tích tâm lý của cái anh kia. Nhưng mà vợ anh sẽ đề phòng những cái lúc như thế. Không chắc là đã sợ vợ ở đâu mà bởi vì ừ thì đúng rồi. Nuốt miếng. Kết thúc ở vòng 1 á thì coi như đội chủ nhà tạm thời chấp nhận là thua đội khách mời đi, không có dám đặt cược. Nhưng mà nếu mà nghi ngờ thì mình sẽ nghi ngờ nó đang cô dâu B này là cô có hai chú rể, chú 1 và chú 4. Nhưng mà hiện giờ cái nghiêng về cái phần anh 1 nhiều hơn, bị anh nuốt nước miếng hoài à, kiểu sao nữa. Thôi, nói gì thì nói. Đội Hoàng Bách và Thùy Trang đã đặt cược ở cặp đôi số 3 và vị trí C rồi. Chúng ta sẽ nghỉ ra trong vài phút. Chương trình Gương Mặt Phu Rê sẽ quay trở lại. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 2 của Gương Mặt Phu Thê. Ở vòng 2 là câu chuyện hôn nhân nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự chia sẻ của các cô dâu về tật xấu của chồng mình. Vị trí A bắt đầu. Dạ, cái mà em ghét cực kỳ ghét ở chồng em là có hai điều. Thứ nhất á, là khi mà em nhờ cái gì ảnh á, chắc chắn ảnh sẽ làm. Nhưng mà trước khi làm ảnh sẽ phản bác lại em, từ chối em, khiến mà em phải bực bội lên xong ảnh mới làm. Thường phụ nữ mà luôn luôn thích đàn ông luôn trả lời có, gật đầu với phụ nữ đúng không anh Tuấn? Sao cái sắm lên Tuấn hoài vậy? Ok. Ví dụ như có một lần em đi làm tóc ở cái tiệm trước nhà, xong cái do trời mưa lớn quá, cái chị làm tóc mới cho em mượn đôi dép mang đi về. Em mang đi về xong cái là ảnh chuẩn bị đi ra ngoài trước ảnh mua đồ là sẽ đi ngang cái tiệm đó. Cái em kêu ảnh là xả trả giùm vợ cái đôi dép này cho ngoại nghe, vợ mới mượn vô. Cái ảnh mới nói,
nghĩ sao vậy? Ông xã vừa xách đôi dép rồi mà trả hả? Chừng nào đi với vợ hả cha? Vợ làm gì đâu có được. Xong đó, không cha thôi, vợ trả. Rồi, em lấy dép bỏ vô bịch em để đó. Xong, trả lời, trả xách đôi dép, máng lên xe chạy lọc cọc đi trả. Đi trả xong mà không hỏi tiệm nào, ra ngoài có mấy tiệm xong chạy vòng quanh trở lại. Mà nãy giờ làm tiệm nào vậy? Tức là sẽ đồng ý, nhưng mà phải cự lại em mà lúc đó em đã mất hứng rồi. Xong cái điều thứ hai em ghét á là ảnh mê ngủ hơn là mê hạnh phúc gia đình. Khi mà em với ảnh cãi nhau á, em lên phòng em ngủ, xong ảnh sẽ lên ảnh năn nỉ. Vợ đâu thì lúc đó mình giận thì mình phải đẩy ra, mình không chịu. Xong cái em đẩy ảnh ra, cái đẩy hơi cái ảnh bắt đầu ảnh nằm để tay lên trán trằn trọc buồn. Em tưởng là ảnh suy nghĩ, ai ngờ chỉ cần 2 phút sau rồi ngáy khò. Bỏ vợ mình nằm một mình khóc tủi thân vậy á, làm em tổn thương luôn. Tại sao phải để vợ tổn thương vậy? Các anh phải phản biện lại chứ. Cái gì cũng rảy để từ từ người ta mới đi làm chứ, gì mới kêu cái là làm liền sao ai làm được. Vậy thôi đừng có phản bác lại, đồng ý đi. Còn cự lại cái mới chịu làm nữa. Năn nỉ không được thì ngủ sáng mai năn nỉ tiếp. Đúng không anh? Đúng rồi. Năn nỉ gì cả đêm mệt người sáng mai không được. Đúng rồi, không lấy năn nỉ hoài. Đúng rồi. Nhưng mà cái bệnh ngái ngủ vậy có khi nào là nó là bệnh lý của người ta không? Phải thông cảm chứ. Bệnh lý mà bệnh đúng lúc chứ bệnh sao bệnh ngay lúc giận kỳ quá anh. Anh nè, mỗi lần mà anh tức quá chịu không nổi là anh phải đi ngủ. Thiệt luôn. Nãy giờ em kết anh mà giờ anh nói cái đó là anh giống chồng em nổ rồi đó. Cái này em muốn chia sẻ. Tại vì người ta tức quá, chả lẽ bây giờ người ta làm một cái gì đó cho nó xả ra. Thay vì vậy người ta đi ngủ đi, cho nó xả trong giấc ngủ, đúng không? Chứ chả lẽ giờ ta đập chén, đập nhà, đập cửa, đúng chưa? Thông cảm cho người ta. Đúng rồi, là anh Tuấn. Nào, vị trí B, tật xấu của chồng bạn là gì? Bao nhiêu tật xấu của ông chồng là gom lại chồng em hưởng hết. Là lười biếng, ở dơ, ham ngủ, mê gái, mê đá bóng. Trời ơi, thiệt luôn hả? Cái đó là thiệt luôn. Nhìn đẹp trai sáng láng lắm nhưng mà về nhà là mở ra bao nhiêu là tật xấu của đàn ông là có hết. Cái đó là xấu lắm luôn á. Tại sao em đi không tìm hiểu kỹ trước khi lấy? Bây giờ trễ rồi anh. Ủa, đi đá bóng về không có tắm ngủ luôn hả em? Chỉ có bữa nào mà đi đá bóng về thì mới tắm thôi. Còn mà bữa nào mà đi làm về mà cắm đầu trong game suốt á, là có hôm á mệt quá là nằm ra ngủ luôn, không tắm luôn. Một tuần anh đi đá bóng mấy lần em? À, một tuần đi 2 ngày, có khi đi 1 ngày. Trời ơi, vậy là một tuần tắm mấy lần hả? Trời ơi. Thiệt hả? Không phải đâu. Thực tế là khi nào thực sự mà đi đặt đá bóng về mà mình trễ quá ấy. Về nằm với ngủ luôn thôi. Với lại là thực tế là về với cái việc mê gái thì em nghĩ thì thật sự thấy cái đẹp thì ai cũng nhìn, ai cũng thích thôi. Hỏi anh Hoàng Bách, có anh Hoàng Bách có thích nhìn gái đẹp không? Anh trả lời thật đi ạ. Ở đây là phải trả lời thật nha. Thực sự là không bao giờ thích nhìn gái đẹp hết. Anh mâu thuẫn, anh rất mâu thuẫn. Anh vừa nói là anh luôn luôn nuốt nước bọt mỗi lần có một gái đẹp ngang qua. Cũng không bao giờ nhìn gái đẹp. Không nhìn gì chứ, em đang nhìn gì đó. Đang nhìn ai đó. Nhưng mà anh chị biết không, thấy gái đẹp thì mình nhìn chút xíu rồi mình quay đi, có đâu mà nhìn gái là mày nhìn hết. Em cưới cái người mà thông minh chính trực á, đàng hoàng là người ta nhìn là nhìn thẳng. Chứ mà anh nhìn trai là kỳ lắm luôn á. Anh ra ngoài là giới tính anh bình thường mới nhìn con gái đẹp mới nhìn, mà gái xấu thì cũng không nhìn nữa. Đúng rồi. Em không đồng ý, con đàn ông có vợ mà đi ra đường mà nhìn gái kiểu như vậy là không, em không đồng ý. Em nhận được. Chỉ nhìn thôi. Nhìn ngắm thôi chứ có làm gì đâu em. Đúng rồi, ngắm thôi. Làm sao mà cho em biết được. Cái đó là giống như ngoại tình trong tư tưởng á, đúng không em? Đúng rồi, em chịu anh chỗ đó. Đó, được, hai người chịu em đó. Em là mẫu bằng chuẩn nha. Rồi em nhìn gái là nhìn để là về làm đẹp cho vợ. Đúng rồi. Son đẹp nè, ok, về mua cho vợ cái son nhìn đó. Nhìn cái váy đẹp á. Chứ phải là hỏi anh nhìn đó. Hỏi cho bà nhỏ, em ơi, cái váy em mua ở đâu để anh về anh mua vợ anh mặc được không? Ví dụ vậy. Đâu phải những cái này. Ngụy biện thôi. Mà có mua cho em được cái son nào không? Có mua cho em cái đầm nào không? Không hề luôn. Cái này lấy của anh, có anh Tuấn một fan nên nói thế thôi chứ có mua rồi. Mua cái gì ạ? Mua son môi. Màu gì ạ? Màu đỏ. À, cô ấy đánh màu hồng, mấy cô thích màu hồng mà. Thì em mua màu đỏ. Em mua màu đỏ. Thấy chưa? Không có đúng ý. Tại vì thực tế là vợ có rất nhiều son, của cô rất là nhiều màu. Có màu này thì muốn màu kia, thấy cô kia đẹp lên mạng thôi, lên mạng. Anh ơi, màu này. Nhưng mà mình phải mua theo ý vợ chứ. Thì tất nhiên là mua theo ý vợ. Mua là mua một lốc màu luôn. Đó, quá. Mua một màu. Đó, nếu mà mua như vậy làm sao còn nhìn được nữa?
không cãi chuyện son môi đây nữa. Anh số 4, anh thấy cái việc này thế nào? Cái chuyện mê gái rồi ngủ nướng rồi ở dơ này kia không tắm thì sao? Em thấy cũng bình thường thôi. Đa số là như thế. Sao lại bình thường? Anh ơi, anh có chơi thể thao không? Có rồi. Anh chơi môn gì? Đá bóng. Tại đá bóng, ông nào cũng bóng, đá bóng hết này. Đá bóng hay là thích bóng? Đá bóng. Làm cầu thủ đá bóng. Anh có mê gái để vợ anh cằn nhằn không? Em thì chỉ chiêm ngưỡng cái đẹp thôi anh. Đi ngoài đường thì nhìn thôi chứ em đâu có đợi, em đâu có làm được cái gì đâu mà. Ủa sao mắc cười mà em ghét. Muốn chiêm ngưỡng cái đẹp tại sao không vô bảo tàng mỹ thuật á? Em cái đẹp đó nó trừu tượng quá, em thích cái đẹp thực tế hơn anh. Đúng rồi. Nhìn thấy là thấy đẹp liền á. À, cái sở thích của anh Kiều Minh Tuấn là thích vô diện bảo tàng. Không, ý anh hỏi vậy đó. Thì do hồi nãy giờ em nói chứ em lấy giờ là chị Cát Tường rất là xinh đẹp nè, đây Trang đây rất là xinh đẹp nè, anh Tuấn vô diện bảo tàng nhìn diện đó. Trù tượng lên hả? Ờ, trù lên là nhìn đây giống chị Cát Tường quá. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Bây giờ còn cô dâu C nãy giờ cô chưa nói gì hết. Hồi nãy giờ em nói mà mọi người tranh luận quá, em không chen vô được. Thì bởi giờ sẽ ưu tiên cho em nói nè. Cho em hỏi mấy anh nè, lúc mà anh cưới á, trong mắt mấy anh lần đầu tiên gặp vợ mấy anh á, vợ mấy anh có đẹp không? Thì tương nhiên là dễ thương. Đẹp không? Đẹp, đẹp. Chỉ là thấy đẹp là đẹp. Đẹp mới cưới. Đẹp mới cua, mới cưới chứ. Đúng rồi. Ủa, vậy nếu đẹp vậy sao không từ từ khám phá cái đẹp đó đi mà sao hết những cái mới rồi không? Khám phá từ hồi nào? Cái người phụ nữ là khám phá là cả đời, khám phá chưa hết được. Nhưng mà ngay trước mắt mình là mình phải khám phá trước đã. Còn người phụ nữ ở nhà là cứ từ từ mà khám phá. Rồi qua nó mất. Mình gước vợ mình về thì mình phải khám phá từ từ xong vợ mình rồi mình hãy khám phá những người khác chứ. Vậy bây giờ hỏi nè, mấy anh chấp nhận cho mấy ông hàng xóm khám phá vợ mình không? Đúng không? Chém chết liền á. Đó. Đó, đó, bây giờ em khám phá vợ không chịu là... tại sao mình lại biện hộ đâu cho bạn? Đó, em nhìn thôi mà em đâu có làm đâu. Thì em hồi nãy em vừa nói là em muốn khám phá cái người khác. Khám phá cái đẹp là mình chỉ nhìn và mình nhìn là chiêm ngưỡng thôi. Vậy bây giờ ví dụ như vợ em nhìn ông hàng xóm, ngực đẹp quá. Đuôi to quá, thể thao quá, cũng to. Đôi khi vợ xem mấy cái chương trình của anh Quyền Linh mà ui trời, anh Quyền Linh đẹp trai quá. Thì em thấy đúng đẹp trai. Nói đâu xa, nãy giờ hai cô này ngồi đây, chồng anh chở mặt kệ bên Kiều Minh Tuấn nè. Nghe cô C, cô nói chồng mình xấu như thế nào, kể một vài tật xấu của chồng mình xem sao. Chồng em thì lúc mới cưới thì lúc nào cũng chiều vợ, ý vợ lúc nào cũng là trên hết. Mà cưới về thì chồng em có cái tật hay cãi, mà em rất là bực cái tật đó. Mỗi lần cãi em á, mà làm việc á, em chỉ em nói này mà không chịu làm, tới khi mà làm không thành việc rồi á thì quay ra cười, giống như cười trừ với mình. Em nói một câu quen thuộc của em là cãi vợ lúc nào cũng không có thành công hết trơn. Bởi vậy mấy anh phải rút kinh nghiệm nữa. Đó, thấy chưa, cãi vợ là không có thành công đâu nha. Tại vợ lúc nào cũng muốn cái tốt cho mình nghe hết trơn á. Em có quan điểm như này là trong những lúc quan trọng đừng bao giờ tin vào người phụ nữ. Đúng rồi. Chứ những lúc nào không quan trọng thì nên tin, còn những lúc nào quan trọng là không tin. Lúc nào mới là quan trọng anh? Có vợ thì chắc không dám nói đâu nha. Anh làm em hoang mang quá. Em đặt cược ông ấy rồi đó. Càng nói càng lộ mặt ra. Tại anh ấy hiên ngang hùng dũng quá. Em chưa bao giờ thấy một cái đấng ông chồng nào mà dám hiên ngang hùng dũng ngồi phát biểu như vậy cả. Anh số 5 anh ngồi anh cười hoài à. Anh nói gì đi. Vợ mình có gì tật xấu gì không anh? Không phải là mình không có chịu làm theo anh, nhưng mà nhiều khi mấy cái chuyện nhỏ xíu như là sai đi đây đi kia thì từ từ mình đi cũng được vậy, bắt làm liền. Vợ có kêu đi trả dép cho người ta không? Chưa. Dạ. Ok rồi, bạn đã bị gạch khỏi danh sách. Trời ơi, tự tin quá vậy, bắt có nhiêu đó là bị gạch vào danh sách vậy đó. Và anh có tật xấu gì không anh số 4? Trời ơi, sai quá. Đi làm về mệt á, vợ thì cứ sai làm sai kia cũng nặng mới làm. Thì kêu làm cái này thích làm ngược lại cho tốt chơi rồi đó. Xong thì giận nhau thì lăn ra ngủ. Vợ anh giận nhau lăn ra ngủ? Không, em ngủ. Nhưng mà vợ có hay tắm không? Thì vợ phải tắm rồi, còn em thì hơi xui. Xui nhiều hơn. À, anh có bây giờ đi đá banh về mà không tắm không? Không, đá banh về phải tắm. À, rồi. Giờ quá rồi. Ok, gạt được hai ông ra. Cảm ơn. Rồi, anh vị trí số 3. Vợ có tật xấu gì không? Lúc yêu á, lúc mới yêu á thì dịu dàng. Lúc vừa cưới về rồi giống như là hổ mà sư tử mà xuất hiện vậy đó. Làm cái gì cũng la, làm cái gì cũng nói, làm cái gì cũng không vừa ý hết á. Mà giờ đâu có thay đổi được đâu. Giờ phải cắn răng mà chịu thôi. Anh thấy có con cá nào mà câu được rồi mà cho nó ăn mồi tiếp tục không? Câu dính cá rồi thì đâu mình phải lộ nguyên hình mình ra, chứ không lẽ bây giờ mình còn phải giữ tiếp nữa sao? À, phải ăn thịt cá đó đúng
không? Dạ. À, làm món liền. Quá dữ, quá dữ. Nào, vị trí số 2, anh có kể tật xấu của vợ mình không? Tật xấu của vợ của em là thích được người khác chiều. Vợ em là không bao giờ có điều ngược lại. Và mỗi lần giận nhau là không bao giờ mà quan tâm đến em. Em là người quan tâm và em là người phải đi năn nỉ đầu tiên. Và cái việc nữa là em thì thích chơi game. Hễ mà em cầm điện thoại lên là vợ em là la ầm sầm. Vợ em cầm điện thoại lên là không sao. Em cầm điện thoại lên trước là cái độc la lên. Vị trí số 1, vợ có tật xấu gì không? Rất là nhiều tật xấu. Thứ hai nhất là hay cằn nhằn. Thường thường em thì làm kinh doanh mà hay đi nhậu nhẹt với bạn bè. Mới có hơn 9 giờ chút là đã cứ gọi điện rồi. Có hôm thì đang nhậu thì nhiên thấy lù lù trước rồi bảo cô mẹ anh có về không. Thì mình làm mình mất mặt các bạn bè. Thế là cũng phải im thôi, bọn mày nhậu đi tao về. Thứ hai nữa là như cái câu chuyện của anh thứ ba ấy là hay ghen. Đó là với người yêu cũ thì thường hay nhắn tin qua lại, lâu lâu thì nhắn tin hỏi thăm thôi. Bắt vào cầm điện thoại nhắn tin với người yêu cũ là để vợ đọc luôn là em đừng bao giờ nhắn tin với anh nữa, vợ anh không vui, vợ anh này thế này thế kia. Em thấy là thật sự là những cái đấy nó quá gắt khe quá. Có yêu thì mới có vợ chứ anh. Em thấy mọi cái phải rõ ràng. Phải rõ ràng với vợ như vậy thì mới là không có gì giấu. Thì vợ mới tin tưởng mình được. Chứ cứ nhắn tin thì biết nhắn tin cái gì không, nhắn đó. Tin thì bình thường xã giao cho xem đọc tin nhắn luôn. Với lại thứ hai nó đi nhậu thì để mà kết nối giao lưu rồi làm việc này kia nữa. Như là 9 giờ nó bảo bao lâu anh về. Cứ léo nhéo nhắn tin hoài bực bội. Nhiều khi em bực lên em tắt nguồn luôn. Đúng rồi anh, em tắt luôn. VIP. Em nghĩ nếu mà một cái người đàn ông mà tắt nguồn điện thoại khi mà đang nói chuyện với vợ, em đánh giá sao? Em không tin tưởng. Đến giờ này luôn. Em cưới nhau được mấy năm rồi? Điện thoại hết pin dạ, mà. Em cưới nhau được 1 năm 10 tháng. 1 năm 10 tháng. Điện thoại hết pin chứ không phải tắt nguồn. Người ta là vợ chồng thực sự là hỏi một câu là biết ngay là bao nhiêu một năm bao nhiêu tháng, chứ không phải như ai đó đâu. Nhiều anh đâu. Đấy, như vậy là chúng ta cũng tạm ổn rồi ha các bạn ha. Các bạn thử phân tích xem có thể nghi ngờ cặp đôi nào không. Ba cô dâu dưới đây, chúng ta chỉ tìm thật sự hai cô dâu thì chúng ta sẽ lần mò ra được hai chú rể trên kia. Em thấy là nếu mà có một cái câu chuyện nào thật nhất trong buổi ghi hình ngày hôm nay á, thì là câu chuyện em nghĩ là mình vừa trải qua. Đó là câu chuyện của cặp đôi nào? Câu chuyện của cặp đôi B và một bạn nào đó trên kia. Bạn nào đó, cái vấn đề là cái bạn nào bạn đó, nào đó, đó chứ. Quan trọng chứ. Cái bạn nào đó là tụi em còn đang phân tích, chị cứ từ từ, cứ bình tĩnh. Nhưng mà em hết ngôi sao hy vọng rồi nha. Dạ. Không, cái chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là mình phán đoán có trúng hay không. Mình tự vượt qua bản thân mình. Chị từ đầu giờ chị vẫn luôn focus vô cái cô B đó. Dạ. Và chị Kiều Minh Tuấn hiện giờ lại hai. Thì ra lúc đầu em kết cái cô A hơn. Nhưng mà về sau cô A này lung tung thấy quá. Thấy là cô bị loại rồi phải không? Dạ, cô A này lung tung quá. Cô này cô xinh và cô hay lừa tình. Thì sinh người ta mới có quyền lừa tình. Không, ba cô ở đây đều xinh cả. Nhưng mà cái độ chân thực thì là hai cô sau chân thực hơn em ạ. Đúng rồi. Em nói thật sự cũng hên xui lắm. Đúng không? Đúng anh rồi, Linh? Rồi anh cũng bị phụ nữ lừa hoài mà. Nhưng mà chị vẫn tạm thời là chúc mừng Bách với lại Trang. Vì chị có linh cảm nên là cái ngôi sao hy vọng nó đặt đúng chỗ. Tại vì hồi nãy khi mà kể xấu chồng á, thì khi mà cái anh số 3 anh nói là dưới này là cô này của tay cổ là hơi tức á, cổ nói không kịp á mà cổ em thấy ba cô đều tức. Không đúng, chị Tường nói đúng đấy ạ. Tại vì lúc đó anh ấy nói á thì là hai cô này cười rất tươi. Tại sao nói xấu mình cười tươi, trong khi đó cô này là mày về mày chết với bà kiểu thế. Đó đó là chị tạm thời chúc mừng hai em cái ngôi sao em, hy vọng. Bây giờ em hơi tiếc cái ngôi sao hy vọng tí bởi vì em còn chắc cú cái cặp thứ cô hai B hơn. Hả? Cô B cái cô áo đỏ này hơn tại vì cô tức thật. Bên và anh chồng anh cũng tức thật. Là cái anh chồng là ai? Anh chồng là cái người cưới cô đó. Không mà đúng hả? Chị Tường đang hò để chị đặt cược cho bên đấy, anh hiểu không? Nên là thôi anh cứ âm thầm anh ghi vào giấy thôi. Rồi mời đội chủ nhà phân tích đi. Em thì focus vô cô dâu B và chú rể số 1. Tại vì hai người cãi lộn nhau khi mà tranh luận về cái tật xấu với nhau là rất là khớp. Đúng như chị Tường thấy cái lúc đầu á, là anh trái cắm, có một trái cắm nuốt trái cắm đưa lên đi xuống rất là cảm giác. Sao bạn không nghĩ lúc cô dâu B nói chuyện thì cái vị trí số 5 anh cũng cười mỉm chi không? Anh để anh cười mặc định nhỉ anh ạ. Mặc định là đâu giờ anh cười vậy không á. Rồi rồi tiếp tục. Mà nghi ngờ cặp đôi thứ hai là ai? Cặp đôi thứ hai là cô dâu C và chú rể số 4. Tại sao? Em có linh tính là vậy. Linh tính. Dạ. Có thể anh số 4 là vị trí B chẳng hạn. Đó là nghi ngờ của em đó. Em đang đánh vô đây. Cho nên là em với Kiều Minh Tuấn đang còn tranh cãi vấn đề này.
Đầu tiên thì em nói cô B là với cái anh số 1, nhưng mà sau từ nãy giờ hai vòng thì mình là thấy cảm giác nó nghiêng về cái anh số 4 nhiều hơn. À, vì ảnh cũng hội đủ những cái yêu cầu cô đưa ra, cũng chơi đá banh, rồi cũng ở dơ, cũng có chiều vợ, rồi cũng có ngủ này kia, là mình thấy nó hơi trùng khớp. Có khi là như vậy đấy. Tôi cũng thấy số 4 với vị trí B nó có cái gì giống giống nhau á. Chắc chắn anh số 4 là chắc chắn là một trong hai chú rể là hôm nay không chạy đâu khỏi đó. Rồi, vậy thì chủ nhà có đặt cược hay không? Rồi, ngôi sao này của chị. Chị muốn đặt cược ai? Chị đặt cược Kính Lão Đắc Thọ hả? Kính Lão Đắc Thọ. Không, bữa nay chị thấy em già anh chị, em đặt đi. Không. Ok, chị bây giờ chị muốn B với 4 đúng không? Em sẽ đặt cho chị luôn. Chị muốn B với 4. Em luôn luôn chịu chị. Ừ. Rồi em đặt B 4, vị trí số 4 và vị trí B đặt cược ở đội chủ nhà. Chúng ta sẽ tạm ngưng nghỉ giải lao vài phút, chúng tôi sẽ quay trở lại để cho các bạn biết thêm chi tiết nha. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với gương mặt cụ thể ở vòng 3. Ở vòng 3 là hành động thể hiện những tình cảm của mình. Các bạn có thể yêu cầu bất cứ một chú rể nào xuống dưới để họ nói một câu gì đó thật là lãng mạn hay là làm một hành động nào đó. Nào, đề nghị. Bác xin đề nghị bạn số 1 xuống với cô dâu B. Phỏng đoán của em đó, của chị hồi đầu đó, anh muốn tặng quà. Thực sự bác không biết hai bạn có phải là một cặp đôi hay không. Nhưng bác tin là nếu đây không phải là vợ thực sự của bạn ở ngoài đời thì bạn cũng có thể coi như là cô ấy là vợ của mình, để nói những cái điều mà thực sự hai vợ chồng còn khúc mắc với nhau. Nếu sau này vợ mình hoặc là chồng mình coi được cái chương trình này, đều có thể là nhân cơ hội này để mình chia sẻ những điều mình muốn nói. Mà thực sự đôi khi giáp mặt nhau mình không nói được. Mình tin là điều này sẽ hữu ích cho các bạn. Thật sự là rất là xin lỗi em vì cũng đi nhậu hơi nhiều, với lại là có chuyện gái gú như em nói. Thật sự là anh xin phép là tặng bó hoa này cho em coi như là lời xin lỗi, thì anh sẽ lần sau anh sẽ cố gắng là anh sẽ không đi nhậu về trễ, với lại anh sẽ không nhìn gái nữa. Cảm ơn anh. Không, chúng ta có phát hiện điều gì không? Cô diễn đó, cũng không phải cô này đâu. Còn bên đội Hoàng Bách, bọn em vẫn giữ quan điểm như cũ ạ. Tại vì lúc ban đầu ấy, cô này cũng chia sẻ là chồng cô ấy là một cái người đẹp trai, cái kiểu lạnh lạnh giống như Hàn Quốc. Thì lúc đó là em hơi phân vân giữa anh số 1 và anh số 5. Nhưng mà qua cái cuộc đấu khẩu ấy, thì dường như là những cái câu chuyện của hai người ấy, là mặc kệ những cái lời nói bên ngoài, cái lời nói của cô này với cái câu trả lời của anh kia, nó luôn luôn gọi là đối đầu với nhau, giống như là trùng khớp với nhau. Và khi mà anh này hứa với cô này là anh hứa anh sẽ bỏ luôn, không nhìn gái nữa, thì cứ như là lúc đó thấy cái sự tương tác của bạn ấy cũng có vẻ rất là hài lòng, rất là vui. Tức là bạn tin đây là sự thật. Và anh nghĩ là nếu mà bạn nữ không phải là bà xã thật của bạn số 1 thì bác tin là đây sẽ là một diễn viên rất là giỏi. Bởi vì đến cho đến giờ này bác vẫn nhìn thấy ánh mắt thật của bạn ấy trong trên gương mặt. Nhưng bạn có nghe khi anh ấy bước xuống anh có hồi hộp căng thẳng gì không? Bác nghĩ là có. Anh có. Bác nghĩ là gương mặt của người đàn ông số 1 cho đến giờ này bác nghĩ là bạn đã giãn ra rất nhiều so với lúc trước. Bởi vì trong cái lúc tranh luận thì bác nhìn thấy bạn ấy thực sự là nổi nóng. Nhưng xuống dưới đây bạn có hơi bối rối xíu, đưa bó hoa nó là dạ. Dạ, em thấy là bạn ấy có sự lễ phép rất là tốt. Những người đàn ông lễ phép bao giờ cũng dạ. Những người có hiếu với vợ thường là như vậy. Cảm ơn bạn. Mời chủ nhà có yêu cầu ai không? Mời anh số 5. Cô C á. Mày yêu cầu gì? Bây giờ anh hồi tưởng lại cái cảnh mà cầu hôn cô dâu của anh, đó là cô dâu C. Em có được nói. Nói gì nói đi. Nói thoải mái. Nói thoải mái nói đi. Cái này là mình nói thật. Anh yêu em. Em cảm ơn. Cảm ơn bạn. Ví dụ mà ai mà nói quỳ xuống mà nói chị là anh yêu em, thì nếu như người đó mình cũng yêu, mình sẽ nói lại là em cũng yêu anh, chứ sao cảm ơn ta. Đúng không? Em suy nghĩ đi. Phải không Trang?
Dạ cô lịch sự. Thực ra cô ấy nói là cái kỷ niệm cô ấy nhớ nhất về anh chồng cô ấy là tỏ tình rất là lãng mạn và anh là một cái người và luôn luôn tạo niềm vui bất ngờ. Nhưng thực ra em thấy là cái hoàn cảnh này nó hoàn toàn ngược lại. Anh hoàn toàn lúng túng và không biết nói gì. Nếu như là họ là một cặp thì cái chuyện mà lặp lại cái kỷ niệm cũ thì nó hoàn toàn đơn giản quá mà. Nếu mà anh số 4 thì chắc có lẽ hay hơn. Quý vị ở nhà xem truyền hình cũng hãy ghi vào giấy chọn thử xem quý vị có đồng tình với các đội chơi trên đây không. Biết đâu được, mỗi người sẽ đưa ra một ý kiến khác nhau. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ đi thu kết quả của hai đội. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu công bố kết quả của hai đội. Yeah! Chúng cái coi! Trời ơi! Cái gì mà thiệt. Thử xem, Kiều Minh Tuấn và Cát Tường chọn cặp đôi đầu tiên là vị trí B và anh số 4. Có thể đúng đấy. Anh đừng gạt tôi nha, anh cứ cười tổng tiểm hoài nha. Cặp thứ hai, vị trí A và số 2. Vị trí A và số 2. Ủa tại sao bây giờ các bạn không nói đến cặp này mà các bạn lại chọn cặp này? Mình loại trừ á. Loại trừ á. Mình hỏi vòng vòng hết mình thấy rất quá rồi mình quay lại cái người mình không có hỏi. Một cái đặc điểm nào mà bạn để bạn lựa chọn cặp này? À, anh này anh thời trang, mặc áo tím. Thời trang cô vợ của design cho ảnh. Hồi đầu anh nói vậy. Mới đầu thì cũng chọn bạn này đang phân vân A và C, nhưng mà em cảm giác C á thì khi mà nói chuyện thì nó hơi ngượng chút xíu, nó không có trôi, em cảm giác nó chưa có thật lắm. Nhưng mà em mới đi phút cuối thì em lội ngược vào em nói chị Cát Tường, cảm giác là A là thấy ok hơn. Tại vì cô này đầu tiên vô giống như cô đánh lạc hướng vậy đó. Mới vô cái cô nói cô thích Kiều Minh Tuấn đâu này kia vậy thôi, nhưng mà thật ra cổ là cô dâu. Đó. Cũng có thể. Cũng có thể. Các bạn phân tích điều này nhưng các bạn chọn điều khác, đó cũng là một cái hướng. Cảm ơn hai cặp vợ chồng chưa biết thật hay không. Yeah. Còn bây giờ chúng ta sẽ công bố đội Hoàng Bách và Thùy Trang. Các bạn chọn vị trí C và anh chàng số 3. Tiếp theo, vị trí số 1 và B. Thực ra cái cặp cả Bách và Trang đồng tình với nhau nhất là 1 và B. Nhưng bởi vì mình đã nói là mình đặt cược cho bạn số 3 và C rồi, nên là mình lỡ giới thiệu mình là người đàng hoàng rồi. Là mình không thay đổi được. Và thực tế là hai bạn này cũng có những cái điểm rất là trùng khớp với nhau. Đầu tiên là về mặt ngoại hình, người ta thường nói là vợ chồng thì có cái tướng phu thê. Nhưng mà cái này thì cũng chỉ là cảm nhận thôi. Bách nghĩ là hai bạn này có những cái sự tương đồng với nhau về ánh mắt. Còn em thì em lại có một cái cảm nhận đặc biệt dành cho anh số 3 và chị C. Đó là chị ấy nói là anh này là một người sắp lên làm sếp rồi. Thì em nghĩ là trong năm anh ở đây thì anh ấy có vẻ dáng là sếp nhất. Bởi vì cái dáng sếp là thường là phải chững chạc một chút xíu, giả bộ cười hiền hiền nhưng mà lúc nói rất nhiều. À, ngoài ra nữa thì vòng 2 thì là chưa thấy sếp của mình là... không? Dạ. Rồi, cảm ơn vòng các bạn. Rất là phì nhiêu. Kết quả sẽ không thay đổi, nhưng ở trên đây có vị trí thay đổi. Chắc có lẽ quý vị cũng đang đoán đúng không ạ? Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. Vậy thì bây giờ cặp vợ chồng nào là thật đây? Ta nghĩ giải lao và thức Quyền Linh sẽ quay lại. Chào đón quý vị, các bạn quay trở lại với phần công bố kết quả. Hai cặp vợ chồng thật thưa quý vị. Và nó căng thẳng, một cuộc cân não so kè giữa hai đội chủ nhà đội khách, cùng với quý khán giả, cùng với 8 người chơi đây quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ biết được ai sẽ là chú rể thật đây. Mời chú rể đứng lên. Đó là hai chú rể thật. Vậy là mình có cơ hội phải không? Mình có cơ hội á, chú rể số 2 của mình á. À, số 5 rất là dễ sợ nha, số 5 nha. Ê, tôi nói số 5 mà nãy giờ ngồi im lặng vậy đó. Số 5 với A. Ủa, vậy là bên kia thua rồi đó phải không? Nhưng mà bên chị cũng chưa chắc đúng mà. Tôi có trúng chú rể số 2 rồi kìa. Nhưng mà lỡ rát nhầm người thì sao? Chưa chắc được. Lỡ rát nhầm người đó. Có thể nhầm người nữa. Bây giờ hai chú rể là đúng rồi. Nhưng mà họ đến cô dâu nào vẫn còn chưa biết được. Mấy người tôi xin mời hai chú rể bước xuống. Tin tưởng cho cô vào. Em dám chắc chắn kìa. Gia đình em như thế này. Nhớ lại. Vị trí số 5 sẽ người bước tới vợ của mình
5 nè, B nè, đúng không? Chính xác luôn. Nào, mời bạn vợ của mình. Còn anh số 2 sẽ bước vào vị trí nào đây? Chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu. Mời anh. Chỗ bây giờ thi công thì đúng rồi đó. Chỗ bây giờ thi công thì đúng rồi đó. Bắt đầu. Chưa chắc. Vẫn chưa. Ở chương trình này chưa, chương trình nào kéo cắt cuối cùng mới được. Chưa chắc đâu. Bây giờ mời hai cặp bước lên vị trí. Không chắc thiệt rồi em ơi, trúng rồi. Nếu họ hôn nhau mới đúng là thật. Hôn nhau nào. Đội chủ nhà đặt cược sai nên các bạn sẽ bị trừ điểm, hết điểm. Ủa? Còn đội bên đây thì không khỏi nói rồi. Lúc đầu em nói đúng hai người này mà. Hai chú rể có chuyện gì mình cũng nói chuyện với vợ mình đi, chia sẻ và mong muốn sẽ làm điều gì trong thời gian sắp tới. Mời vị trí số 5 nói trước. Trong cái lúc mà hai vợ chồng mà lấy nhau thì em cũng có một vài lần nóng tính, có nạt vợ em thì em cũng ở đây em xin lỗi vợ em. Thì em cũng mong là vợ em sau này nó thoải mái với em hơn một chút, đừng có gò bó em nữa. Với lại em cũng hy vọng là vợ em bỏ qua cái chuyện cái gối ôm của bạn gái cũ tặng cho em mà em vẫn còn giữ. Thôi bỏ đi cưng, bỏ nha. Vợ muốn chồng mình thay đổi thế nào? Chồng em đã là tuyệt vời lắm rồi. Thì chỉ mong là lúc nào cũng như bây giờ, nghe lời vợ. Rồi, chú rể bên kia. Em muốn tặng vợ em cây dù này để em biết là em sẽ che vợ, chở cho vợ em suốt đời. Vị trí A, bạn muốn chồng mình như thế nào, có thể chia sẻ luôn. Dạ, em muốn anh Cường là mãi mãi như bây giờ là được rồi. Lúc nào em cũng là một đứa bé bên cạnh ảnh, ảnh sẽ chiều em tất cả mọi thứ. Em chỉ muốn như bây giờ thôi. Coi cái gò ôm này là gò dân đáp anh rồi. Hỏi vụ thời trang, bởi vì thấy ông mang giày không mang vớ là cũng biết có tư vấn về thời trang rồi. Nhưng mà cuối cùng là cô vợ này cô lanh quá mức cho phép, thành ra là cô lừa ngược lại mình. Anh nói em lừa tình mà. Em chuyên gia lừa tình. Rồi bây giờ mình nghe những người còn lại giới thiệu về mình. Em là Thanh Vi, em cũng đã có chồng rồi, nhưng mà chồng em không có tham gia chương trình này. Dạ, chồng em cũng giống như mấy anh chồng này, mê bóng đá, cũng mê gái rồi. Và thông qua chương trình này có lẽ chồng của bạn ấy sẽ xem được và hãy thay đổi đi nha. Mời các bạn biết giới thiệu về mình. Em cũng có gia đình rồi, lấy vợ được 4 năm rồi. Dạ. Nè, em cũng có gia đình rồi, cũng có vợ được hơn 3 năm rồi. Hiện tại cũng có hai cháu rồi, một cháu trai, một cháu gái. Em thì em cũng đã có vợ rồi và có một bé. Và em cũng hay ghen như mấy anh chồng như đây. Thưa quý vị, các bạn thân mến, qua câu chuyện ngày hôm nay chúng ta hãy nhìn thấy, biết đâu mình ở trong đó. Hãy sửa những cái gì mình đang sai và hãy mong muốn những cái điều mà mình đang hướng tới. Và hy vọng rằng với chương trình chúng tôi sẽ đem thông điệp là vợ chồng hiểu nhau nhiều hơn. Ngày hôm nay đội khách và đội nhà không có số tiền thưởng và toàn bộ số tiền thưởng đó thuộc về 8 người chơi của chúng ta. Hãy truy cập vào những phần like trên YouTube MCD Media và HTV Entertainment để xem lại chương trình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại gương mặt cụ thể. Ấn tượng của mình về anh ấy đó là anh là một người rất là vô duyên cực kỳ luôn. Là vợ em gần như hoàn hảo, không có tật xấu anh ơi. Ghê vậy. Nhưng mà không, em rất là hãnh diện, tại vì con vợ em quy cái sớm nó còn sợ nữa chứ không phải em. Mọi người vinh danh là dũng sĩ diệt mồi. Tất cả những đồ ăn ở trên bàn đó thì hầu hết là vô chén hết.